Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán của người Việt. Nhiều gia đình còn gói số lượng bánh lớn để ăn dài ngày sau Tết hoặc làm quà cho con cháu mang đi xa. Tuy nhiên, việc bảo quản bánh sau Tết, làm sao để bánh vẫn giữ được hương vị và an toàn lại là bài toán không dễ. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên các mâm cỗ hay trong từng bữa ăn của các gia đình lại xuất hiện những chiếc bánh chưng quen thuộc. Thậm chí nhiều gia đình còn trữ bánh để ăn sau Tết hoặc để làm quà cho con cháu mang đi xa. Chính vì vậy mà việc bảo quản bánh chưng, bánh tét làm sao để có thể bảo quản bánh lâu hỏng, không bị mốc hay lại gạo lại là một vấn đề luôn được nhiều người quan tâm. Sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì nhà mình sẽ đem xuống thì bỏ vào tủ lạnh. Và cùng với đó thì còn cần phải bỏ vô cái bao bóng cho bảo quản cho nó an toàn. Ở miền Nam thì cái khí hậu nó khá nóng á, nên là thường là ra Tết một cái là mình sẽ bỏ bánh chưng vào tủ lạnh luôn để bảo quản được. Và đến cái khi mà mình cần ăn á thì mình sẽ bỏ luộc lại sơ sơ để cho nó nóng lại. Theo các chuyên gia, việc để bánh chưng, bánh tét ở môi trường không khí quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng bánh bị mốc. Trường hợp này có thể xử lý bằng cách hơ trên lửa, sau đó gói cẩn thận bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh. Ngoài ra, khi bảo quản bánh trong tủ lạnh, người dân cũng cần lưu ý gói lại bằng màng bọc thực phẩm trước khi cho vào ngăn mát của tủ lạnh để tránh tình trạng lây nhiễm chéo, giữ vệ sinh cho bánh. Tương tự với trường hợp bánh đã sử dụng một phần cũng cần gói lại bằng màng bọc thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh. Bên cạnh đó, thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng bảo quản bánh chưng, bánh tét trong ngăn đông tủ lạnh sẽ gây ra hiện tượng sản sinh chất độc. Theo các chuyên gia, thông tin này là hoàn toàn sai lệch. Việc bảo quản bánh trong ngăn đông tủ lạnh, ngoài việc khiến bánh bị lại gạo thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của bánh, thậm chí còn giúp bảo quản bánh được dài ngày hơn. Bánh chưng nó phải được gói kín kỹ, bởi vì nếu mà cái phần lá mà nó hở ra, nó làm cho cái phần nếp và phần thịt bên trong mà nó lộ thêm ra bên ngoài, thì cái bánh chưng ta để một hôm là nó hỏng ngay lập tức. Nếu mà chúng ta giữ ngắn ngày thì ta có thể để ngăn mát nó khoảng chừng mười mấy độ, như vậy chúng ta có thể giữ được vài hôm cho đến một tuần. Nếu mà chúng ta đã bóc cái bánh chưng nó ra rồi thì chúng ta, một là chúng ta phải dùng ngay, nếu chúng ta không dùng ngay thì thông thường là chúng ta phải giữ trong ngăn đá tủ lạnh. Bánh chưng, bánh tét được xem là một trong những món ăn biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán, là một món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Chính vì vậy, người dân cần lưu ý bảo quản bánh đúng cách, tránh sử dụng bánh hỏng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và nếu ngán với bánh chưng thông thường, Khỏe Mạnh Nông Cá sẽ mách bạn một số cách chế biến món bánh chưng ngay sau đây nhé. 1. Bánh chưng chiên. Đây chính xác là kiểu biến tấu điển hình khi bánh chưng còn thừa. Đem bánh chưng chiên lên, giòn ơi là giòn, bên trong vẫn mềm ngon, béo béo. Ăn cùng với tương ớt, nước mắm cay hay dưa món đều rất tuyệt vời. Bên cạnh việc để nguyên bánh chưng để chiên thì nhiều người chọn cách cắt thành 4 hoặc 8 phần, hoặc thậm chí có nhiều người dằm bánh chưng ra và chiên lên ăn đấy. Việc dằm bánh chưng khiến bánh và thịt nhuyễn vào nhau nên cắn miếng nào cũng thấy giòn và ngon miếng đó. Ăn kiểu này kiểu gì nhiều người không nhận ra đây là bánh chưng đâu. Hơn hết, bạn lưu ý bánh chưng thường có loại thịt ba chỉ nên khi chiên bạn không cần cho quá nhiều dầu ăn. Bên cạnh đó, bạn nên dùng chảo chống dính, khi chiên bánh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoặc bạn có thể thử món bánh chưng rán nước lọc, cũng đang rất được thịnh hành. Cách rán bánh chưng bằng nước lọc này sẽ giúp bạn hạn chế dầu mỡ, ăn vị lại khá lạ miệng, đảm bảo không thua các món bánh chưng chiên khác đâu. 2. Bánh chưng pizza. Bánh chưng pizza là một biến tấu đầy mới lạ với đế bánh giòn mỏng, thêm chút phô mai, ớt chuông vàng và đỏ thái sợi đi kèm lên. Đảm bảo không chỉ các anh mê mỏn mà các bé cũng thích thú lắm. Cách làm bánh chưng pizza. Bạn chia bánh thành hai phần nhân và thịt, bỏ bánh để riêng, phần vỏ cho trứng gà vào và hành lá trộn đều cho nhuyễn. Sau đó cho chảo không dính lên bếp, cho chút dầu và tráng đều chảo. Dầu nóng thì phần vỏ đã trộn trứng vào, dàn đều mỏng rồi chiên. 2 phút sau, bạn cho phần nhân chứa thịt mỡ vào, cho thêm ớt chuông các loại và rau củ mà bạn thích như cà rốt hay đậu Hà Lan có sẵn, cho thêm phô mai sợi vào nhé. Sau đó khoét một lỗ tròn ở giữa rồi cho trứng gà vào, đậy nắp rồi chiên với lửa thấp cho đế bánh chưng vàng giòn,
và phần trên chín đều, phô mai chảy ra là bạn có ngay chiếc bánh chưng pizza ngon lành và không thấy ngán rồi. 3. Bánh chưng bọc khoai lang chiên. Có phải tên loại bánh này quá lạ không? Bánh chưng lại bọc khoai lang. Nghe mới lạ vậy thôi, nhưng một khi thành phẩm cho ra thì khỏi phải chê luôn. Bánh chưng giòn giòn nhân bùi bùi thơm, một sự kết hợp hoàn hảo. Cách làm bánh chưng bọc khoai lang chiên: cho nước cốt dừa, nước lọc, bột năng, đường vào nồi khuấy đều, bắt lên bếp đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp sôi và sền sệt. Sau đó bạn làm mỡ hành, hành lá thái nhỏ, cho dầu sôi vào chảy hành, khoai lang bào vỏ thái nhỏ cho vào nồi luộc chín, đổ ra rổ để ráo. Cho vào chút muối, chút đường, mỡ hành đã làm trước đó. Sau đó bạn trộn đều cho khoai nát và gia vị thấm đều. Bánh chưng thái lát cho vào nồi hấp cách thủy cho mềm, rồi cho vào túi ni lông, xả khăn sạch vắt ráo, rồi bọc khăn bên ngoài túi. Nhồi bánh như nhồi bột mì, khi nào nếp quyện vào nhau thành khối dẻo mịn là được. Sau đó, dàn nếp bánh chưng lên túi ni lông hình chữ nhật, rồi cho khoai dàn đều, cuộn lại rồi đem chiên. Khi bánh giòn và vàng thì đem ra đặt lên giấy thấm dầu, dùng kéo cắt thành khối vuông nhỏ. Bạn có thể ăn cùng với tương ớt hoặc chan thêm mỡ hành. Bạn thấy thông tin này như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!